Tôn Hùng Anh xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp của Salon ô tô Hùng Anh có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà mình nằm cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km và gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Chuyên kinh doanh các loại xe ô tô đã qua sử dụng với giá tiền trên 100 triệu và với tiêu chí là xe không bị tai nạn, lâm đụng, ngập nước, không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên zin. Mỗi ngày mình sẽ dành ra khoảng 15 phút buổi tối để giới thiệu kể tên. Chào em Nguyễn Hưng nhé, xin chào bạn Trần Chiến. Giới thiệu kể tên báo giá sơ qua với các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy vào bản đồ với tìm kiếm ô tô Hưng Anh. Thì xin mời các bạn đến tận nơi xem xe chạy thử. Còn nếu các bạn ở xa thì các bạn có thể kết nối điện thoại Zalo để mình mua bằng hình thức online. Tất cả những chiếc xe nhà mình chào bán thì cam kết với các bạn là xe không bị lỗi. Tuy nhiên giá xe của nhà mình thì có cao hơn so với các đơn vị khác. Xin chào Hà Hương, chào Nguyễn Hoàng Hải, Đào Rực. Xin chào tất cả các bạn và mình một lần nữa trân trọng cảm ơn 13.000 khách hàng đang theo dõi ô tô Hưng Anh ở trên fanpage, trên Facebook các bạn nhé. Cảm ơn Trung Trường, cảm ơn Nguyễn Tiệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Hiện tại salon nhà mình đang có đầy đủ các mẫu xe từ Kia Morning đến i10, Vios, Altis, Innova, Camry, rồi là xe bán tải thì đang có PT50, Colorado. Xe máy dầu thì đang có rất nhiều Fortuner các bạn nhé. Xin chào Phú Tăng. Xe ít tiền thì hôm nay nhà mình đang có Lacetti 2004, 120 triệu. Lacetti 2009 nhập khẩu 225 triệu. Fortuner thì hôm nay đang có các đời từ 2009. 2009 số tự động, 2010 đang có 3 chiếc, 2013 1 chiếc, 2018 1 chiếc. Cảm ơn Hà Hương nhé, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn là Bắc Kim Dân. Và ngày hôm nay thì mình mới về được một chiếc xe Mazda 2 thôi các bạn ạ, Mazda 2. Ôi ôi, Hùng 9, cảm ơn em rất là nhiều. Mặc dù không biết là có đẹp hay không đẹp nhưng mà cứ được mọi người khen xinh gái là sung sướng lắm rồi. Đây là chiếc Mazda 2 mới về ngày hôm nay các bạn nhé. Xin chào bạn Nguyễn Gia Đồng. Mazda 2 2018 màu đen biển Thái Bình mới về ngày hôm nay. Mới chạy rất là ít và lốp sơ cua chưa hạ. Giá chào bán là 435 triệu. Fortuner 13 nhà mình đang chào 600 triệu bạn nhé. Một lát nữa thì mình sẽ quay cho bạn xem. Xin chào Nguyễn Tùng Huy, Nguyễn Huy Tùng hay Nguyễn Tùng Huy gì đó. Rất là nhiều Fortuner các bạn nhé. Có 3 chiếc, 3 chiếc 2010 màu đen, máy dầu. Có 1 chiếc 2013 màu bạc và có 1 chiếc 2009 cũng máy dầu nhưng mà số tự động các bạn nhé. Xin chào bạn Đồ Gỗ Hiên Nguyên. Đây là chiếc 2009 số tự động máy dầu nhập khẩu Thái Lan màu vàng cát. Chiếc xe này đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi. Xin chào bạn Phi Ưng. Còn đây là 2013. 2013 thì màu bạc và đang mang biển Thanh Hóa. Chiếc xe này nhà mình đang chào 600 triệu. Còn 2009 số tự động kia thì nhà mình đang chào 560 các bạn nhé. 568 triệu, quên xin lỗi. Xin chào Đào Đoàn. Một chiếc xe Kia Carren màu vàng cát, sản xuất 2015, biển Hà Nội và mới chạy chuẩn 5 vạn cây, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Giá chào bán là 330 triệu. Kia Carren còn nguyên dàn lốp theo xe, lốp sơ cua chưa hạ và chạy chuẩn 5 vạn cây. Xe rất là đẹp đây các bạn nhé. 330 triệu thôi, một chiếc xe 7 chỗ ngồi Kia Carren. Xin chào Đỗ Thắng.
Mạnh Thực, Hải Nguyễn. Đây là chiếc 13 đây nhá. Có khách hàng nào vừa hỏi Fortuner 13 thì đây là chiếc Fortuner máy dầu một cầu số sàn đời 2013 màu bạc và hiện tại thì đang mang về Thanh Hóa. Chiếc xe này nhà mình đang chào bán 600 triệu. Xin chào Nguyễn Công. Bên cạnh đây mình đang có hai chiếc xe Camry, một chiếc 2018 2.5Q. Biển Hà Nội màu đen các bạn nhé. Giá chào bán là 930 triệu. Và một chiếc 2009 cũng biển Hà Nội. 2009 2.4G. Cũng là một chiếc xe số tự động. Còn rất là đẹp nhé các bạn nhé. 488 triệu cho Camry 2009. Bốn cái la răng đều đẹp như thế này luôn. Xin chào bạn Trần Thực, xin chào bạn Duy Phong. Xin chào tất cả các bạn. 488 triệu cho Camry 2.4G đời 2009, biển Hà Nội 4 số, màu đen. Và 930 triệu cho Camry 2.5Q 2018, cũng biển Hà Nội 5 số, màu đen. Xin chào bạn Cà Độc, chào Nguyễn Minh Ngọc. Các bạn lần đầu mà xem video của ô tô Hương Oanh thì các bạn nhớ ủng hộ cho nhà mình bằng cách là chia sẻ bài viết. Nam Hồng ơi, Everest vẫn còn nhé. Chào Vũ Quang Thuận. Chiếc này là Honda CR-V đời 2015, bản full, bản cao cấp, màu Titan, biển Hải Phòng, giá 700 triệu. Xin chào Lương Thắng. Chiếc xe này mình đã có video chi tiết rồi. Các bạn nào muốn xem video chi tiết thì có thể vào trang fanpage nhà mình là ô tô Hương Oanh. Các bạn đang xem và xem ngược lại một hai bài viết các bạn nhé. Có video chi tiết của Honda CR-V này rồi. Xin chào bạn là Học Trương Minh Học. Ford Everest ở bên này nhé. Bạn nào vừa hỏi Ford Everest thì vẫn còn đây. Ford Everest đời 2013, máy dầu một cầu số sàn, màu phấn hồng, biển Hà Nội. Chiếc xe này nhà mình đang chào bán 470 triệu các bạn nhé. Máy dầu một cầu số sàn. Nguyễn Gia Đồng ơi, nhà mình đang có hai chiếc xe bán tải nhé, một chiếc BT50 và một chiếc Colorado, đều máy dầu một cầu số tự động 2018, đều nhập khẩu Thái Lan. Một chiếc BT50 thì màu trắng, còn chiếc Colorado thì màu xám bạn nhé. Xin chào Quang Hai hay là Quang Hải, xin chào Vũ Lượng. Hà Minh Quế. Một chiếc xe đến từ Toyota, đó là Rut, nhập khẩu Indo, 1.5 số tự động, 7 chỗ ngồi, màu xám và đang mang biển Bắc Giang. Giá chào bán là 615 triệu. Xin chào bạn Luận Hoài, xin chào Nguyễn Thanh Hoa. Chiếc xe này đăng ký lần đầu tháng 7 năm 2020 các bạn nhé. Một chiếc xe chạy lướt còn rất là đẹp. Số tự động, 7 chỗ ngồi, nhập khẩu Indo. Đây, Everest bên cạnh đây nhá, 2013, máy dầu, một cầu, số sàn, màu phấn hồng, biển Hà Nội. Đây, trần còn rất đẹp các bạn nhé. Trần rất sạch, rất đẹp. Ford Everest nhà mình đang chào 470 triệu.
Xin chào trai bản. Có những bạn nào mới xem video lần đầu của nhà mình thì hãy ủng hộ cho nhà mình bằng cách là chia sẻ bài viết, like bài viết hoặc là chia sẻ thông tin các bạn nhé. Nguyễn Minh Ngọc ơi, con xe Everest này nhà mình đang chào 470. Thì chắc là có bớt lục lá hoặc là bao rút hồ sơ cho bạn tí thôi. Chứ nhà mình không có rút, không có nói khách nhiều bạn nhé. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp đến 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668 các bạn nhé. Nếu các bạn thực sự có nhu cầu quan tâm đến thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp, bởi vì là khi các bạn bỏ ra một số tiền mấy trăm triệu để mua một chiếc xe thì chắc chắn là các bạn sẽ không tiếc cuộc điện thoại 1.000, 2.000, 3.000 đâu ạ. Xin chào Đỗ Văn Liêm. Anh nào vừa hỏi chiếc xe nào biển ở đâu nhỉ? Hai con đó biển ở đâu? Anh Nguyễn Gia Đồng hỏi chiếc xe nào ạ? Xin chào Bình Đinh. Xin chào Trần Hồng Quang. Chiếc Ford Everest này thì biển 13 này. Chiếc Route này thì biển 98 này. Còn đây là Fortuner 2019 các bạn nhé. Thế à, anh Ngọc vừa gọi trong xã nhà em rồi ạ. Vâng ạ, Nguyễn Minh Ngọc. Vâng, hai số điện thoại đấy là em vừa thông báo là của chồng em nhé. Còn đây là chiếc Fortuner máy dầu đời 2019 màu cà phê, số tự động các bạn nhé, đang mang biển Thanh Hóa. Nguyễn Luận Camry 2002, nhà mình đang có hai chiếc, bạn muốn mua chiếc tự động hay là chiếc số sàn, bạn cứ gọi điện trực tiếp đi nhé. Bạn cứ gọi điện trực tiếp đi để mình thương lượng thêm về giá cả. À, anh Nguyễn Gia Đồng ơi, bán tải thì chiếc màu trắng là biển Thái Bình, một chủ sử dụng từ đầu anh nhé. Biển Thái Bình là quê nhà em. Một chủ sử dụng từ đầu, còn nguyên cả dàn lốp và lốp sơ cua chưa hạ. Sơn zin gần như cả xe. Còn chiếc Colorado thì nhà em đang rút hồ sơ, biển gốc ở trong Nha Trang. Đang rút hồ sơ rồi anh nhé. Chiếc bán tải thì vẫn đeo biển Thái Bình, còn chiếc Colorado thì đã đang chờ hồ sơ. Và tiếp theo thì giới thiệu với các bạn là chiếc xe Altis. Nhà mình đang có hai chiếc xe Altis đều đời 2016. Trong đó chiếc biển 17 này thì đăng ký lần đầu là 2017. Chiếc xe mang biển 17 là chiếc xe của cô bạn của mình mua sử dụng một chủ từ đầu các bạn nhé. Chính xác chạy 4.3 và một mình cô bạn của mình chạy, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về công tơ của chiếc xe này nhé. Một chủ sử dụng từ đầu, chạy chuẩn 4.3. Đăng ký lần đầu tháng 4 năm 2017 nhưng mà xe thì đời 2016. Nguyễn Hoàng Huy, chờ một chút mình sẽ cho bạn xem Camry. Mà không biết Nguyễn Hoàng Huy là muốn xem Camry là 2002 hay là Camry 18 hay là 2009. Chiếc xe này thì đang chào bán 600 triệu. Xin chào bạn Bạc Hà nhé. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho Nguyễn Thị Song, chủ xe của chiếc xe Altis 1.8 biển Thái Bình 07744 này. Số điện thoại của bạn ấy là 0678941973. Bạn nào có nhu cầu muốn mua trực tiếp với chủ xe thì hãy gọi điện cho số điện thoại là 0678941973. 1973 là năm sinh của cô ấy luôn các bạn nhé. Chiếc xe Altis 1.8 số tự động biển Thái Bình, chạy chuẩn 4.3, là chiếc xe của cô bạn thân của mình. Còn đây là chiếc xe cũng Altis 2016, chiếc này thì biển Hải Phòng. Chiếc xe này biển Hải Phòng 1.8 số tự động 2016, và chiếc xe này thì nhà mình đang chào bán 590 triệu. Xin chào bạn Hồ Quang Khánh. Chào Hồng Đỗ, Thanh Nguyễn, Vũ Ngọc. Hai chiếc xe Altis 2016 đều màu đen và đều 1.8 số tự động các bạn nhé. Hồ Quang Khánh ơi, nhà mình có hai chiếc xe bán tải đều 2018 nhé. Một chiếc màu trắng BT50 biển Thái Bình, một chủ sử dụng từ đầu. Trước mặt bạn đây nhé, BT50 2018.
còn nguyên dàn lốp theo xe và lốp sơ cua cũng chưa hạ nhé. Chiếc xe này nhà mình đang chào 568 triệu, sơn zin cả xe. Một chủ sử dụng từ đầu, một chủ của Thái Bình sử dụng từ đầu các bạn nhé. Xe nhập khẩu Thái Lan. Và một chiếc Colorado thì cũng nhập khẩu Thái Lan. Và chiếc kia thì mới chạy có 2 vạn 3 thôi. Chiếc này thì chạy 3 vạn rưỡi. BT50 đang chào 568 triệu. Còn chiếc Colorado thì 540. Hai chiếc xe đều 2018 và đều nhập khẩu Thái Lan nhé. Xin chào Bùi Huyền Linh, xin chào bạn Trần Hiển. Tiếp theo giới thiệu với các bạn một chiếc xe Kia. Chiếc này là Kia Rio. Đời 2015 các bạn nhé. Đời 2015. Số sàn 300 triệu. Nguyễn Gia Đồng đây, em vừa quay BT50 đây rồi ạ. BT50 vừa quay lướt qua rồi đấy ạ. Xin chào Vũ Hưng, chào Khoa Nguyễn. Chiếc xe này anh có thể xem video chi tiết ở trong trang nhà em. Anh xem ngược lại 1-2 bài là có video chi tiết của chiếc xe này rồi hay sao ấy. Chiếc này đã quay video chi tiết rồi. Không biết là đã tải về trang chưa, hoặc là anh hãy truy cập vào YouTube là ô tô Hưng Oanh nhé. Ô tô Hưng Oanh hoặc là Hưng Oanh Ô Tô Chất Thái Bình thì có video chi tiết của chiếc xe này rồi đấy. Đèn trong rỗng như mới luôn. Xin chào Nguyễn Đình Đồng. Đây là La Răng này. Còn đẹp nguyên nhá, chả có bị xước một tí nào đâu. Giá chào bán là 568 triệu. Xin chào Nguyễn Toàn, Nguyễn Minh Ngọc muốn xem lại con xe DX 2009 đang ở bên kia đường, bạn chờ một xíu nhé, đang ở bên kia đường rồi. Còn đây là chiếc xe i10 các bạn nhé, i10 hai đầu số tự động màu trắng, cũng đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi, mới chạy có 1,9 vạn thôi và giá chào bán là 395 triệu. Xin chào Lan Anh. i10 hai đầu các bạn nhé, số tự động màu trắng, chạy 1,9 vạn, 395 triệu. Còn đây là chiếc Fortuner máy dầu 2010 màu đen. 2010 màu đen, trời ơi khủng khiếp quá, xe công nó chạy kinh khủng luôn. Fortuner 2010 màu đen nhà mình đang có 3 chiếc các bạn nhé. Máy dầu một cầu số sàn màu đen thì đang có 3 chiếc và giá loanh quanh là từ 505 đến 510. Hôm nay nhà mình đang có 3 chiếc màu đen. Xin chào bạn Đức Phương. Bán tải BT50 đời 2018, đăng ký lần đầu 2019 bạn nhé. Bán tải BT50 đây. Tiếp theo chiếc này là Atis 1.8 số tự động đời 2010 màu đen biển Thái Bình, 395 triệu. Nhà mình đang có nhiều Atis các bạn nhé. Còn đây là chiếc xe Asen số sàn đời 2019 màu bạc và cũng đang mang biển Thái Bình. Giá chào bán là 395 triệu. Xin chào Lê Văn Hải. BT50 đang chào 568 triệu. Đang chào bán 568 triệu bạn Nguyễn Hoàng nhé. Xin chào Trọng Phúc.
Thì mình đang có hai chiếc bán tải đều đời 2018, đều nhập khẩu Thái Lan và đều máy dầu một cầu số tự động. Một đôi Innova nữa các bạn nhé, một chiếc 2014 405 triệu và một chiếc 2016 màu vàng cát thì 425 triệu. Trong đây mình có một chiếc Accent số tự động đời 2018 màu đỏ đã được rút hồ sơ về tên nhà mình. Giá chào bán là 488 triệu. Còn lại hai chiếc Fortuner máy dầu đời 2010 các bạn nhé. Hai chiếc máy dầu màu đen nữa. Hiện tại nhà mình đang có 3 chiếc máy dầu màu đen đời 2010. Và giá loanh quanh là từ 505 đến 510 triệu các bạn nhé. À, trong khi thì có chiếc xe Vios màu đen 2019 đã nhận cọc rồi cho khách hàng ở Đông Hưng đang chờ ngày đẹp để lấy. Còn chiếc Accent này thì đã được rút hồ sơ về tên nhà mình. Chiếc Accent này thì được độ cái mặt ca lăng này trông rất là điệu đà, giống như là Santa Fe ấy các bạn ạ. Accent số tự động 2018 488 triệu. Xin chào Lương Xuân, Xuân Lương. Và giới thiệu với các bạn ấy, nhà mình phương châm kinh doanh là nói không với xe lỗi các bạn nhé. Thế nên là các bạn hãy cứ yên tâm, những chiếc xe của nhà mình cam kết với các bạn là không tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc thì còn nguyên bản. Tuy nhiên giá xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao so với các đơn vị khác. Nhà mình kinh doanh theo mô hình gia đình nên chỉ có duy nhất hai vợ chồng mình chịu trách nhiệm về chất lượng xe cũng như là thủ tục pháp lý. Nhà mình không phải chợ hay là không phải siêu thị. Lượng xe so với các đơn vị khác thì có ít hơn, nhưng mà bù lại thì chất lượng xe nhà mình sẽ được cam kết tốt hơn các bạn nhé. Có một chiếc Vios 2019 bản G số tự động màu trắng. Xin chào Julie Trần. Chiếc này màu trắng đời 2019 bản G số tự động, giá chào bán là 500. Camry 2002 số sàn màu đen 265 triệu. Và một chiếc Camry số tự động 3.0 nhập khẩu Mỹ màu xám 270 triệu. 3.0 số tự động chắc chắn là sẽ tốn xăng các bạn nhé. Đi thì không phải bàn rồi. Cực kỳ là đầm, cực kỳ là chắc, nhưng mà chắc chắn là sẽ tốn xăng rồi. 270 triệu cho Camry 2002 3.0 nhập khẩu Mỹ. Còn đây là chiếc bán tải Colorado máy dầu đây ạ. Nhà mình đang có hai chiếc bán tải đều đời 2018 và đều nhập khẩu Thái Lan nhé. Chiếc này mới chạy có 2,3 vạn thôi. Hồ sơ thì đã vào tên nhà mình nhưng mà chưa ra được hồ sơ. Chưa ra được hồ sơ chiếc xe này các bạn nhé. 540 triệu. Bạn nào có thiện chí thì hãy chờ hồ sơ của chiếc Colorado này. Và một chiếc xe gầm cao 5 chỗ nữa là Honda CR-V đời 2009 màu đen và đang mang biển Hải Phòng. Chiếc xe này nhà mình cũng đang chào bán là 410 triệu. Bạn Thành Công ơi, nhà mình có một con Ford Everest 2013 màu phấn hồng máy dầu một cầu số sàn biển Hà Nội nhá. Giá chào bán là 470. Mình vừa quay ở đầu live đấy, bạn có thể xem ngược lại. Tiếp theo giới thiệu với các bạn một chiếc xe sang đời sâu nữa là Mercedes-Benz C200 đời 2009 màu xám và đang mang biển Hà Nội. Giá chào bán là 375 triệu. Còn đây là Lacetti CDX đây nhá. Bạn nào vừa hỏi xem Lacetti CDX, chiếc này sản xuất 2009, số tự động nhập khẩu màu bạc và biển Hà Nội. Giá chào bán là 225 triệu. Đi Lacetti số nhập khẩu, số tự động nhập khẩu rất là chắc các bạn nhé, rất là chắc chắn. Chỉ là đời sâu một chút thôi, chứ chiếc xe này thì đã có đề tự động này, mở cửa thông minh này, cửa sổ trời này, rất là nhiều chức năng các bạn nhé. Mà đi thì lại đầm chắc nữa.
Để tự động điều hòa, tự động cửa mở thông minh, cửa sổ trời. Khung sườn thì dày dặn đằm chắc, giá thì chỉ có 225 triệu thôi. Rất là hợp lý các bạn nhé. Xin chào bạn Hoàng Văn Hải. Một em Lacetti nữa, chiếc xe này thì cũng lại đời sâu 2004. Số sàn màu bạc biển Hà Nội và chỉ có 120 triệu thôi. Còn không bị mất một phân keo chỉ nào luôn. Máy móc thì rất là ngon các bạn nhé, 120 triệu thôi. Tiếp theo một chiếc xe bé nhỏ xinh xinh nữa là Kia Morning đời 2019, số sàn màu trắng, đã được rút hồ sơ về tên nhà mình. Và chiếc xe này có một bộ vành rất điệu đà các bạn nhé. Một bộ vành chống xước rất là điệu đà đấy các bạn này. Lạ mắt nữa. 275 triệu cho Morning số sàn 2019. Xin chào Nguyễn Chính Hoàng, xin chào Hoài Nam và xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video trực tiếp của Salon ô tô Hương Anh. Nguyễn Hồng Chiêu hay Nguyễn Hồng Triệu. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà mình gồm hai mặt đường đối diện với nhau. Các bạn hãy vào bản đồ với tìm kiếm ô tô Hưng Oanh thì các bạn sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Còn nếu các bạn ở xa thì có thể mua bằng hình thức online bằng cách là các bạn hãy xem xe, xem video chi tiết, kết nối Zalo điện thoại để xem thêm vào ban ngày. Sau đó thống nhất giá cả xong thì các bạn chỉ cần đặt cọc cho nhà mình một vài chục triệu. Đây là số hai số điện thoại nhà mình đều có Zalo đây bạn nhé, 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Xin chào Hoàng Lợi, chào Bùi Văn Thương. Hai số điện thoại của nhà mình đều có Zalo. Và địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc thị tứ Đồng Bằng, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Các bạn chỉ cần đặt cọc cho nhà mình một đến vài chục triệu thì mình sẽ rút hồ sơ vào tên các bạn, sau đó thì đem xe đến tận nơi. Và nhà mình nếu các bạn theo dõi thường xuyên thì thấy là nhà mình bán được cho tất cả các khách hàng trên toàn quốc chứ không riêng gì ở các tỉnh phía Bắc đâu ạ. Khách hàng ở Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bình Thuận, Rạch Giá, Kiên Giang cũng đều mua xe của nhà mình các bạn nhé. Sài Gòn, Bình Dương đều mua cả. Và đợt vừa giờ thì có rất là nhiều khách hàng ở Thanh Hóa, ở Bắc Giang cũng đã mua xe của Tô Hương Oanh các bạn nhé. Xe của nhà mình thì chất nhưng mà đắt. Khẳng định luôn, đắt nhưng mà chất, chất nhưng mà đắt các bạn nhé. Các bạn hãy giới thiệu đến anh chị em bạn bè người thân, giúp cho ô tô Hương Oanh ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Ngày mai xem lại, đúng rồi. Chiếc xe này có video chi tiết rồi hay sao ấy? Có video chi tiết rồi, bạn hãy vào trang nhà mình và xem bài đăng video chi tiết của chiếc xe CDX đây nhé. Có video chi tiết mình quay kỹ lưỡng rồi đấy. Cách đây 2-3 bài thôi, cách cái bài viết này 2-3 bài mình đã đăng cái video chi tiết rồi. Thì bạn chỉ việc xem ngược trở lại cách cái bài phát trực tiếp này 2-3 bài là có video chi tiết của chiếc xe Lacetti CDX 2009 nhé. Và đến đây thì mình xin kết thúc video trực tiếp báo giá hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.